Xuân Thọ xin kính chào các vị khách quý, chào toàn thể các cụ, công, các bà có mặt trong buổi giao lưu, và xin kính chúc các vị mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thưa các vị đại biểu, hôm nay chúng tôi rất phấn khởi được đón tiếp các vị đại biểu về dự buổi giao lưu văn nghệ, đồng thời sẽ tham gia những tiết mục rất đặc sắc mà đã nhiều ngày, nhiều đêm tập luyện. Bằng những lời ca, tiếng hát, điệu múa cũng như vũ điệu sẽ tạo nên một không khí tươi vui tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc sẽ đến với mọi người. Và mỗi người chúng ta sẽ xích lại gần nhau hơn và yêu thương nhau nhiều hơn. Thế là hạnh phúc rồi, không còn điều gì mong muốn hơn nữa. Sau đây, chương trình văn nghệ được bắt đầu. Trước khi vào chương trình giao lưu văn nghệ, đội chủ nhà xin được gửi tới các vị một số tiết mục gọi là màn chào hỏi. Về mời nước, người xưa nói, đôi tay nâng chén em mời, và thơm, thơm miệng, đặt cả người ngón tay. Về mời chầu, người xưa còn bảo, chầu xanh, cau trắng tay hồng, môi pha với nghĩa thuốc nồng với duyên. Với tấm lòng quý khách, bằng lời ca điệu múa, đơn vị chủ nhà xin gửi với quý vị ca khúc Mấy Khi Hay Đến Chơi Nhà, thơ Đỗ Việt Dũng. Sáng tác nhạc Lê Minh, xin mời các vị thưởng thức.